Cứu được chưa? Biết nặng bao nhiêu ký không? Biết, tôi làm đi. Ở đây giờ không có người bán. Ở đây người ta bỏ vô cái bịch không mà, người ta không có cho mình bỏ vô cái rộng nước để nó sống. Hỏi rồi. Người ta không bỏ, người ta để làm thịt nó mà, người ta đâu có để cho mình để nó sống đem về đâu. Thôi cầu nguyện cho mấy bạn đi, rồi có cơ hội lần sau cứu mấy bà đồng loại của các bạn nha. Ok đi, hỏi mấy chị kia coi, thì vô hỏi mấy chị kia coi nha. Hỏi đi, giờ này người ta dẹp rồi, người ta đâu có chịu bán nữa, chỉ có mấy con cá chết đem ra tính ngoài siêu thị thôi à. Ủa con cá đó là hả, có bỏ bịch oxy đem về không? Không, ở đây không có oxy đó. Thấy chưa, bên sao mà đem thả nó được? Mấy bạn mà ở trong đây là số mấy bạn phải bị người ta làm thịt rồi, nên thôi đi về đi ha. Người ta cũng không có để oxy cho mấy bạn lên bờ là mấy bạn chết à. Ok. Mục đích của việc trở thành người cá là kêu gọi cứu thiên nhiên và động vật. Có những việc mình vượt quá giới hạn không thể cứu được, giống như mấy bạn ở đây, số mấy bạn là phải chết. Mình cố gắng cũng không được đâu. Không được, lên bờ là tôm chết liền. Thôi đi về, nhanh lên, trễ giờ rồi. Đi, 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 đi. Để lần sau khi mà câu lạc bộ của Tuyên mạnh mẽ hơn nữa, phát triển tốt hơn nữa, Tuyên mới đủ sức cứu các loài vật và thiên nhiên. Còn bây giờ, Tuyên phải chiến đấu với quỷ dương ở trên YouTube, ma dương ở trên mạng. Chúng đang tạo ra những điều tiêu cực để làm hại thế giới này hơn. Chúng đang ăn thịt động vật dã man ở trên chảnh. Khoe việc ăn uống của mình làm như vậy làm ảnh hưởng đến những tiên cá tương lai. Mấy em lại càng bị đầu độc, tư tưởng biến thành quỷ dữ. Càng ngày càng lú, khó thể thức tỉnh. Việc cứu động vật hôm nay không thành ở trong cái siêu thị này đâu. Hay là bây biết cách để cứu động vật đó. Nhưng mà mình thấy con thầy đánh bắt cá lại gần đó. Chúng ta giặt lưới xuống bắt bao nhiêu con cá. Mình lấy dao mình gặt gặt hết mấy cái lưới. Hay quá, đúng rồi, đó là công việc mà tất cả người cá đều phải làm. Người cá được sinh ra đời để cứu khổ cứu nạn đó mà. Ok. Chính xác, chính xác.